phần đầu của bạn muốn hẹn hò, tập thế hệ nhất phát sóng vào chiều ngày hôm qua ngày 13 tháng 10 đã kéo dài hơn kém cõi lệ bởi những chia sẻ khá thú vị của cô giáo dạy sinh học Lê Thị Nhung 25 tuổi về kỷ niệm ngày đầu đứng lớp. Thế rồi từ những kỷ niệm giữa giáo viên và học sinh, Nhung lại chuyển sang trọng câu chuyện về khả năng quan sát cơ thể, đặc biệt là sự nhạy bén về giới tính của mình. Lúc đi học đại học, học về cơ thể người và sinh lý. Lúc đó, em đã học rõ ràng lắm đến nỗi mà nhìn một người đàn ông, em đã phân tích như một bộ máy vậy. Khi tìm hiểu một người đàn ông, em kém cỏi suy nghĩ về ngoại hình của anh này như thế nào, rồi từ trong đầu mình suy ra hóc môn anh này mạnh hay yếu. Rồi suy ra anh này tính tình như nào, Lê Nhung tâm sự. Muốn hiểu rõ ràng hơn lời Lê Nhung chia sẻ, bà mối Nam Thư đã nhanh trí đề nghị cô phân tích ông Mai Quyền Linh. Và cô giáo tỏ ra khá ngại ngùng, em nói ngại anh Linh giận lắm. Nói tới đây, tất cả khán giả trong trường quay ô lên, bật cười. Còn Quyền Linh thì một mực yêu cầu Lê Nhung hãy chia sẻ tiếp. Em góp ý chút nhé, anh Linh hãy giảm cân đi à. Hơi mập thì vấn đề nguyên bộ máy sẽ có liên quan tới nhau. Hơi mập thì sẽ không được mạnh mẽ cho lắm, Lê Nhung chốt lại vấn đề. Sau màn bàn thảo về các vấn đề liên tới bộ máy con người và sinh lý, hai đã lái người xem quay trở lại với chủ đề chính của chương trình làm mai Lê Nhung với anh chàng Hồ Quốc Hưng 28 tuổi. Trước khi đến với chương trình, Lê Nhung đã từng trải qua một mối tình yêu xa người yêu của Nhung ở quê nhà Bình Thuận còn cô thì dạy học ở Sài Gòn. Do không thể chuyển việc về quê nên Nhung đã quyết định chia tay. Và có lẽ đây đã biến thành vấn đề khiến Lê Nhung lăn tăn, không bấm nút hẹn hò với anh chàng Quốc Hương, anh chàng hiện đang làm việc ở Bình Thuận. Quốc Hương là anh chàng khá điển trai và điềm tĩnh, chững chạc. Bạn muốn hẹn hò Quốc Hương và Lê Nhung?